Ở các bài trước chúng ta đã tìm hiểu về chính cách tạo tài khoản cho người sử dụng, quy định một số cái tham số như là thời gian có hiệu lực, thời điểm hết hạn, và những khoảng thời gian mà người sử dụng có thể đăng nhập vào trong hệ thống mạng, cũng như là việc xác định cái tài khoản đó thuộc nhóm người sử dụng nào. Ở đây trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về những cái chính sách tài khoản áp dụng đối với người sử dụng. Cái account policy này thường được dùng để chỉ định các thông số về tài khoản cho user mà nó được sử dụng khi tiến trình đăng nhập vào hệ thống xảy ra. Thì với cái chính sách này nó sẽ cho phép bạn cấu hình lại các thông số bảo mật máy tính cho mật khẩu, khóa tài khoản và chứng từ Kerberos trong vùng. Nếu trên server thành viên thì bạn sẽ thấy hai mục Password Policy hoặc là Account Lookup Policy. Còn trên máy Windows Server 2003 làm Domain Controller thì chúng ta sẽ thấy có ba thư mục Password Policy, Account Lookup Policy and Kerberos Policy. Thì để mà sẽ muốn cấu hình các cái chính sách tài khoản dành cho người sử dụng thì chúng ta tiến hành như sau. Đầu tiên chúng ta vào Start, sau đó vào Administrative Tools, và chúng ta đi tới mục Domain Security Policy. Ở đây chúng ta sẽ thấy mục đầu tiên là mục Account Policy, và chúng ta mở kích đập vào cái mục Account Policy này. Các bạn sẽ thấy rằng ở đây chúng ta có mục Password Policy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về chính sách mật khẩu. Chính sách mật khẩu này nhằm đảm bảo an toàn cho mật khẩu của người dùng để tránh các cái trường hợp đăng nhập bất hợp pháp. Và chính sách này như chúng ta đã xem ở bài trước là cho phép chúng ta quy định chiều dài ngắn nhất rồi độ phức tạp của mật khẩu vân vân. Các bạn chỉ việc kích đúp vào Password Policy và chúng ta sẽ thấy rằng là chiều dài ở đây quy định rất là rõ về cái chuyện là một cái mật khẩu có giá trị tối đa trong bao nhiêu ngày. Nếu như chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta kích đúp vào, và có nghĩa là mật khẩu của chúng ta chỉ có hiệu lực trong 42 ngày, sau đó là phải đổi. Còn nếu không đổi thì nó sẽ không còn hiệu lực. Nếu chúng ta tắt cái này đi thì như vậy là chúng ta sẽ có cái độ dài, cái tuổi thọ của mật khẩu của chúng ta là vĩnh viễn, và như vậy thì sẽ tăng cái nguy cơ là mất an toàn, mất tính bảo mật của mật khẩu của chúng ta. Do đó người quản trị mạng thông thường sẽ yêu cầu, ví dụ cứ khoảng 15 ngày thì yêu cầu mọi người trong hệ thống sẽ đổi mật khẩu lại một lần để đảm bảo rằng là các cái mật khẩu là phải luôn luôn có hiệu lực. Thứ hai nữa là cái độ dài của mật khẩu tối thiểu thì là 7 ký tự, và rồi mật khẩu phải đảm bảo cái yêu cầu về tính phức tạp. Thì như các bạn đã thấy, nếu như chúng ta bật chức năng này lên thì đối với những người dùng thông thường mà không được hướng dẫn thì sẽ rất khó khăn trong việc tạo mật khẩu và đảm bảo yêu cầu này. Và tương tự như vậy, ở đây chúng ta có cái mục là lưu mật khẩu ở dưới dạng là mã hóa mà có thể đảm bảo được. Thì đó là về cái chính sách mật khẩu. Cái điều quan tâm thứ hai đối với chúng ta ở đây đó là chính sách về tài khoản. Chính sách về tài khoản khi các bạn kích vào thì chúng ta có đến 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là Account Lookup Duration, cái mục này. Mục thứ hai là mục Account Lookup Threshold, thì cái mục này ấy, chính là mục là quy định mà số lần cố gắng đăng nhập trước khi tài khoản bị khóa. Ví dụ chúng ta quy định rằng bất kỳ người sử dụng nào trong mạng máy tính với username và mật khẩu được cung cấp thì người đó chỉ được đăng nhập tối đa 3 lần, mà không sai sai mật khẩu hoặc sai username thì chỉ tối thiểu là 3 lần. Nếu mà vượt quá thì sẽ là bị khóa ngay tài khoản và phải liên hệ lại với người quản trị mạng để được cấp lại mật khẩu hoặc là tài khoản. Thì điều này sẽ đảm bảo rằng là sẽ không để hạn chế cái việc là những người cùng trong cơ quan hoặc là những người khác có thể lần mò mật khẩu khi mà đã biết tên username của một người nào đó trong cơ quan, và như vậy sẽ truy nhập hệ thống bằng chính cái mật khẩu bằng chính cái mật khẩu mà đã được hacker lần ra này. Thì như vậy thông thường chúng ta nên thiết lập ở đây, ví dụ chúng ta sẽ nói là account sẽ là cái tài khoản của người dùng sẽ bị khóa sau 3 lần đăng nhập mà không thành công.
thì sẽ bị khóa chẳng hạn. Và như vậy khi chúng ta nhận apply thì nó sẽ ra một cái thông báo đề nghị là cái thời gian mà tài khoản mà sẽ bị khóa là khoảng 30 phút và thiết lập lại cái tài khoản là sau khoảng 30 phút chẳng hạn, thì chúng ta nhận ok. Và như vậy chúng ta có thể nhận ok. Nếu các bạn thấy các bạn cần thay đổi thì các bạn chỉ việc kích đúp vào đây và thay đổi khoảng thời gian như thế này. Thì điều đó là về cái chính sách tài khoản, chính sách khóa tài khoản khi mà đăng nhập mà không thành công. Thì như vậy chúng ta sẽ kiểm soát tái khởi động lại cái Windows Server của chúng ta, và rồi chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập bằng một cái tài khoản khách mời với mật khẩu là khách mời 4321, và trong vòng 3 lần mà không đăng nhập không thành công thì sẽ nó sẽ máy sẽ báo ngay là cái tài khoản đã bị khóa, và chúng ta sẽ xem xét cái vấn đề này. Như vậy đến đây chúng ta sẽ tiến hành tái khởi động lại server. Và chúng ta sẽ chọn mục restart. Sau đó chúng ta sẽ gõ vào ok và nhấn ok để tiến hành tái khởi động lại server. Và như vậy sau khi tiến hành khởi động lại máy thì chúng ta sẽ đăng nhập và để tiến hành khởi động lại máy server để đảm bảo là những cái thiết lập mới về chính sách hệ thống chính sách khóa tài khoản đã có hiệu lực, thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập. Ví dụ username của chúng ta là khách mời và mật khẩu của chúng ta là khách mời 4321, nhưng người sử dụng đăng nhập này lại không biết mật khẩu và người ta gõ để tiến hành đăng nhập. Như vậy lần thứ nhất nó sẽ thông báo là không thể đăng nhập, người phải lại tiếp tục lần mật khẩu và gõ tiếp và nhấn ok. Thì như vậy đến lần thứ hai tiến hành đăng nhập thì hệ thống vẫn thông báo là không thể đăng nhập. Và như vậy đến lần thứ ba người này gõ mật khẩu dài hơn và nhấn ok tiếp, thì hệ thống vẫn thông báo là không thể đăng nhập được. Và như vậy cái việc tiến hành đăng nhập lần thứ tư thì hệ thống sẽ ra một cái thông báo khác là không thể đăng nhập vào bởi vì cái tài khoản của bạn là đã bị khóa, và như vậy bạn phải liên lạc với người quản trị mạng. Và như vậy rằng thì những cái người mà dù biết được username, tuy nhiên mà để lần ra mật khẩu mà trong 3 lần mà lần không thành công thì tài khoản sẽ tự động khóa và đảm bảo tính an toàn của tài khoản. Và như vậy thì chúng ta quay lại ở máy chủ, chúng ta quay lại ở máy chủ và chúng ta sẽ vào vào xem cái tài khoản khách mời. Ta sẽ vào cái tài khoản khách mời ở mục Administrative Tools và chúng ta đi vào User Active Directory User and Computer và chúng ta sẽ tiến hành bật cái phần này lên để chúng ta khi đó người quản trị mạng khi được thông báo rằng tài khoản đã bị khóa thì họ sẽ bật cái phần này lên và họ kiểm tra tài khoản như thế nào, mật khẩu ra làm sao, và rồi người ta sẽ tiến hành là cho tài khoản này hoạt động lại chẳng hạn. Thì đó chính là cái cách mà người quản trị mạng sẽ giải quyết khi gặp phải cái vấn đề là tài khoản đã bị khóa do đã truy cập đăng nhập vào mà quá cái thời điểm mà số lần mà được quy định là sẽ được đăng nhập tối đa mà không sai mật khẩu là bao nhiêu lần đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ vào cái tài khoản khách mời, chúng ta kích vào tài khoản khách mời, kích chuột phải và chúng ta chọn Properties. Và như vậy với ở đây thì các bạn chỉ việc là khi cái mục Property này bật lên chúng ta chuyển sang tab Account.
sang tab Account. Sang tab Account và chúng ta nhận thấy rằng ở đây là đã có cái dòng thông báo là tài khoản đã bị khóa. Tài khoản đã bị khóa thì bây giờ người quản trị mạng chỉ việc là tắt cái khóa tài khoản này đi, và như vậy là tài khoản đã được mở lại và người dùng có thể đăng nhập vào và có thể tiến hành đổi mật khẩu của mình. Thì trên đây là cái bài học về cái chính sách tại hệ thống đối với tài khoản.